ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của mỗi người. Cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn sau 3 năm. Và để thích nghi với dịch bệnh thì tất cả các ngành cũng cần phải thay đổi, trong đó có ngành y tế. Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân thì đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 đã được triển khai. Và đến nay sau gần 2 năm thì khám chữa bệnh từ xa đã trở thành một mô hình cho thấy được tính hiệu quả, ứng dụng thực tế cao, nhất là khi tình hình dịch bệnh vẫn đang còn những diễn biến phức tạp. Hãy cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên VTC9. Đây là một buổi khám chữa bệnh trực tuyến từ xa của Đại học Y Hà Nội với các bệnh viện cơ sở. Những ca bệnh phức tạp sẽ được những chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cùng phân tích với các bác sĩ tuyến dưới để đưa ra chẩn đoán và hướng điều trị tối ưu nhất. Bệnh nhân có thể điều trị tại cơ sở nếu phù hợp hoặc được chuyển tuyến kịp thời. Hàng tuần thì chúng em có những cái ca bệnh nhân khó chẩn, và thông qua các bệnh nhân đó thì tập thể y bác sĩ của chúng em được học tập qua các ca đó rất là nhiều. Đến thời điểm này thì có khoảng độ trên 50 ca bệnh nhân nặng. Số ca khám trực tuyến tại phòng khám trực tuyến thì là vào khoảng độ hơn 500 ca. Đấy thì các bệnh nhân khám thì thường là có kết quả rất là tốt. Phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, hệ thống khám chữa bệnh từ xa telehealth được ngành y tế triển khai hiệu quả trong suốt thời gian qua. Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19, làn sóng thứ tư tấn công dữ dội, cả nước phải áp dụng việc giãn cách xã hội. Có những cái đầu cầu để tham gia hội chẩn những cái bệnh nhân nặng, và chúng ta cũng thấy là rất nhiều bệnh nhân nặng đã ra khỏi được khu vực cấp cứu và hồi phục. Bệnh nhân F0 cũng có thể gọi tư vấn qua các hệ thống của các bác sĩ song hành cùng với cái nỗ lực trong cái việc chống dịch. Dần dần cái tỷ lệ sau một thời gian triển khai khám chữa bệnh từ xa này thì cái tỷ lệ tử vong do bệnh nhân COVID cũng ngày càng giảm dần. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, việc đẩy mạnh khám chữa bệnh từ xa được cho là giải pháp phù hợp, thích ứng với xu hướng thế giới. Nhờ hoạt động khám chữa bệnh từ xa với các buổi hội chẩn trực tuyến đã áp dụng thành công vào quá trình điều trị cho bệnh nhân ở nhiều loại bệnh khác nhau. Trong đó với các ca bệnh khó, việc hội chẩn trực tiếp được các chuyên gia đầu ngành hỗ trợ qua hệ thống telehealth giúp các bác sĩ của bệnh viện cơ sở có thêm kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, xử trí ban đầu. Cái việc này rất là có ý nghĩa để giúp những người dân vùng sâu, vùng xa có thể được tư vấn, được khám chữa bệnh bởi các bác sĩ ở tuyến trung ương. Đấy, như vậy là cũng tạo cái sự công bằng trong xã hội để giúp người dân là không phải lên tuyến trên mà ở địa phương mà vẫn được khám chữa bệnh với chất lượng cao như là tuyến trung ương, rồi giúp cho quá trình giảm tải bệnh viện. Dù còn nhiều thách thức về công nghệ thông tin, hành lang pháp lý, tuy nhiên xây dựng và phát triển một hệ thống y tế điện tử hoạt động hiệu quả là yêu cầu bức thiết đối với mọi quốc gia để bảo vệ người dân trước sự bùng phát mạnh mẽ của dịch bệnh. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu phát triển nền y tế thông minh.